Ngày 16 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử đối với ông Lê Hoàng Lâm, 39 tuổi, ngụ quận 1 về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ông Lâm quen một người tên Tuấn, không rõ lai lịch, được người này nhờ đến khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận để dẫn đường cho em của Tuấn đang đi lấy ma túy. Đến nơi, em của Tuấn nói bận việc nên nhờ ông Lâm cầm ma túy về giúp. Sau đó, cả hai đi vào một con hẻm trên đường Nguyễn Trọng Tuyển để nhận ma túy từ một người khác. Sau khi nhận ma túy, Lâm đi trên đường về thì gặp bạn. Ông Lâm rủ bạn cùng đến địa chỉ căn nhà trên đường số 27. Tại đây, ông Lâm bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang và thu giữ ma túy. Ông Lâm khai nhận chỉ chuyển ma túy giúp Tuấn mà không được hứa hẹn trả tiền công cũng như mục đích sử dụng ma túy của người này. Khối lượng ma túy bị thu giữ là hơn 0,7 kg heroin. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Lê Hoàng Lâm mức án tử hình về hành vi vi phạm của mình.